Sốp mà sốp 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 mà sướng chấm vn à, sốp ạc uy tín liên quân giá rẻ các bạn ơi. Các bạn hãy xem ngay những sốp nick cực kỳ đỉnh cao, ắc liên quân giá siêu rẻ, cực rẻ và ắc cực ngon các bạn nha. Trò chơi cực kỳ hấp dẫn, cơ hội trúng thưởng 9999 kim cương. Và chắc chắn rồi, các bạn sẽ thử vận máy ắc liên quân và ắc cực ngon 100% vào được các bạn ạ. Hello hello, xin chào tất cả anh em và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Như các bạn đã từng thấy rằng là mình thường cầm những vị tướng sát thủ đi cướp rừng tím địch. Vậy nay mình cầm vị tướng Phoenix thì làm thế nào để cướp rừng tím nó? Thì nay mình sẽ tiện thể chia sẻ cho anh em những cái bí kíp cướp rừng và mình sẽ phải tận dụng những cái quan trọng nhất của một người đi rừng. Đó chính là mình sẽ kiểm soát triệt để một thằng díu, mình sẽ cướp rừng triệt để thì xạ thủ mình có thể cướp được các bạn nhé. Nhờ với cái sự không cơ động thì đòi hỏi các bạn phải có kỹ năng cướp rừng thật là cao. Như các bạn đã biết, 80% một vị tướng của mana sẽ ăn cho mình con búa sai nô tiến, mình vỉn vào cái vấn đề đấy. Cho nên mình sẽ đi qua luôn con búa đỏ của nó. Và chắc chắn các bạn biết rồi, bây giờ con díu nó sẽ ăn con quái nhỏ thứ 3 thôi. Và mình chỉ ăn con quái nhỏ thứ 2 thì cái khoảng thời gian mình qua cái con búa đỏ của nó sẽ tiếp cận sớm hơn con díu là chắc điều chắc chắn. Và cái việc một vị tướng Phoenix nó ăn con búa đỏ thì trong vòng tầm khoảng 5 đến 6 giây thôi. Điều đấy rất nhanh. Và các bạn nên nhớ khi kết thúc con quái này là 1 phút 09 giây. Thì tương đương rằng là 2 phút 39 giây thì con búa đỏ nó sẽ ra. Đấy, chính là cái thế chủ động để chúng ta sẽ cắn đo đong đếm để di chuyển cướp con búa đỏ thứ hai. Và cái quan trọng thứ ba, khi có tham con búa đỏ thì chúng ta có luôn tham con búa xanh của nó. Thì chắc chắn các bạn biết rồi, nếu một vị tướng team địch hay team mình ăn con búa đầu tiên của một trận đấu thì chắc chắn sẽ 2 phút 14 cho đến 16 giây chắc chắn nó sẽ ra. Thì đấy là hai cái tham minh búa của nó chắc chắn nhất để chúng ta có thể là cân đo đong đếm. Đây, cái pha này tiền thể thì mình sẽ giết luôn vị tướng Vera này các bạn nhá. Và tí mình sẽ hướng dẫn các bạn cách apply con Vera này, nó cực kỳ đơn giản và không bao giờ bị choáng nhá. Đó là vị tướng Phoenix. Và tiếp theo mình sẽ có tham minh của hai búa của con díu, và con díu đang di chuyển ở phía bên trên các bạn nhá. Chúng ta sẽ cân đo đong đếm là con búa xanh của nó là 2 phút 14, con búa đỏ là 2 phút 39. Thì trong hai cái khoảng thời gian đấy, trong cái trận đấu này chúng ta sẽ cân nhắc thế nào. À, bây giờ là 2 phút 05 rồi, con díu nó vừa chết con 7-6 giây. Thì pha này mình sẽ không cân phải nấp, mình sẽ ra ăn. Ra ăn cho mình vài con lính nhỏ, sau đó mình sẽ vào cái con búa xanh của nó. Thì lúc đó cùng thời điểm thằng díu ra và mình sẽ KS. Và thậm chí nếu mà nó đánh ấy, thì mình sẽ giết nó luôn. Cái pha này chắc chắn rồi, mình sẽ cướp nó. À, đây thằng này ra chậm thế ta. Thôi rồi, mình sẽ ăn trước luôn cũng được sao. Ôi, ôi, cái pha này tỉnh hơi sai anh em ơi. Ôi, may quá. Anh cái thay mấy cái à. Rồi, rồi, hay quá, pha này mình cướp búa xanh nhá. Cái pha này đang chỉnh lý ra ấy, thì các bạn phải vào xử vấn cho mình nhá. Cái pha này mình hơi lổ một chút. Và con búa đỏ của nó đã ra 5 giây rồi. Và bây giờ mình sẽ di chuyển qua con búa đỏ và cướp luôn. Thằng díu nó sẽ ăn con quái nhỏ ở phía con búa xanh nhá. Đấy, nó rất là nón, nó là nón ở cái chỗ đấy. Và mình sẽ ăn được hai búa của díu. Thì khi việc ăn được hai cái búa của díu thì sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ phám hết sạch những con quái nhỏ của nó. Và khi con díu ở mid và con díu đã thấy sai của bọn mình ở đấy, thì cái điều con díu nó sẽ lên đấy phản đánh hoặc gánh bọn mình là cái điều tất nhiên thôi. Bởi vì là tím là có 2 người và thêm díu là 3 người. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy là cách chúng ta sẽ phân tích và phán đoán một vị tướng đi rừng của tím địch để chúng ta chơi như nào thật tốt. Cái pha này tại vì sao mình không lên? Đương nhiên rồi, có Malok và Hayate là hai vị tướng thủ đường rất tốt, cho nên mình sẽ không cần phải can thiệp ở đấy làm gì cả. Cho nên con díu đi gánh ở đấy nó sẽ thọt rất nhiều. Thay vì thời gian đó mình sẽ đi farm. Và các bạn biết gì chưa? Cái tham đi cái con búa xanh của nó thì tầm khoảng 4 phút là nó sẽ ra thôi. Và cái con búa đỏ của nó thì sẽ là 4 phút mấy chục giây đấy. Thì cái đó mình không quan trọng nữa, bởi vì mình đã có tham binh đâu. Và bây giờ mình ở phút thứ 3, thứ 4, thứ 4, thứ 5 thì mình sẽ chơi theo một cái diễn biến khác đó. Chúng ta sẽ kiếm mảng các bạn nhé. Và làm thế nào để outplay được vị tướng Vera? Đó là các bạn, khi con Vera nó chiếu choáng ấy thì nó sẽ mất khoảng 0.5 đến 1 giây nó sẽ tung ra. Thì trong khoảng 0.5 đến 1 giây đấy, các bạn sẽ lướt luôn chiêu 2 hoặc các bạn sẽ phán đoán đi. Các bạn sẽ khi gặp Vera các bạn lướt chiêu 2 luôn cho mình. Chẳng hạn như pha này, từ từ này, đây, gặp Vera này này. Rồi, lướt, đấy, các bạn thấy chưa? Khi gặp Vera, khi... À, từ từ, để, chết, cái thằng díu rồi, chết rồi. Ok, có luôn con búa xanh nhá. Khi các bạn gặp Vera, từ từ. Khi gặp Vera, nhưng ở trong tâm choáng của Vera, các bạn sẽ cắn nhá. Ví dụ trong cái tâm choáng của Vera, tâm khoảng 2m. Thì khi các bạn gặp con Vera ở trong tâm khoảng 2m, các bạn dùng chiêu 2 luôn. Đấy, các bạn hiểu không ạ? Các bạn có hiểu không ạ?
đấy, gặp phế ná, ví dụ các bạn gặp ở đâu, đâu màn hình, bị cuối màn hình thì kẻ đó không thể dùng được, bởi vì cái tâm choáng của phế ná chưa tới. Khi nào các bạn vào cái tâm choáng của phế ná, vừa chạm tâm choáng, các bạn sẽ sử dụng nó cho mình chiêu hái, thì đó là cách chắc chắn 90% nó sẽ apply được nó. Đấy, tí nữa mình sẽ nói chung, đây đây, lướt, các bạn thấy chưa? Đấy, có hai cách để chúng ta thể, ủa cái file này, đây, à ngon ngon, kêu, má lóc hay quá, hay cho tế bao cân ba, hay quá, đồng đội mình chơi rất tốt, ôi cái ông này, rồi lướt thôi, chạy tế chắc. Đấy, như các bạn đã thấy thì đấy là những cái kinh nghiệm nó khá là đơn giản đó, bởi vì là thường các bạn sẽ biết đó, nhưng nó rất là quan trọng đấy. Các bạn mình nên nhớ một điều như vậy. Và như các bạn đã biết, khi ở trong phút thứ 6 đến thứ 7 là chuẩn bị tới, thì chúng ta sẽ chơi như nào ạ? Cùng như là các vị tướng sát thủ khác, chúng ta sẽ áp vào rừng nói chơi các bạn nhé. Chúng ta áp vào rừng nói chơi, và hầu như các bạn thấy những clip của mình không hề còn hướng dẫn tất cả các bạn cách đi gánh. Không hướng dẫn các bạn cách, à đâu gánh các bạn phải đi gánh đường rồng nhá, các bạn phải ăn rồng nhá, không. Mà mình hướng dẫn tất cả các bạn cách các bạn lấy một cái trận đấu win nhanh nhất và chủ động nhất có thể, là mình muốn truyền đạt cho tất cả các bạn. Đấy, còn sau này mình sẽ cho ra những cái cẩm nang lật keo, chẳng hạn đường rồng nổi sánh, hoặc thằng rừng nó biết chơi, nó lấy lời thế cho team nó, và team nó rất là sánh, team mình thọt cả, thì làm thế nào để là lật keo. Sẽ có những cái giáo án cẩm nang như vậy để cho tất cả anh em biết được rằng, nhưng trước tiên anh em phải nắm rõ, hiểu được cái làm thế nào để chúng ta chiến thắng một trận đấu nhanh nhất. Và cái quan trọng thứ hai là chúng ta sẽ có cái cẩm nang cướp rừng thật cứng, để chúng ta hiểu được cách cướp rừng. Và khi gặp thằng rừng của team địch cướp rừng mình ấy, thì mình sẽ đặt vào tâm lý của nó để chúng ta sẽ chơi thật tốt. Và bây giờ các bạn biết thôi, mình sẽ vào rừng nó và gặp thằng Diêu đấy đó, mình sẽ đánh trực diện nó luôn, quá đơn giản. Đây, chơi một la lên luôn. Quan trọng ma gì, anh mà vào chiều 3, đến chiều 3 làm gì chết. Rồi, cho chạy đấy, chạy làm gì. Con Phoenix tâm bắn nó rất là xa các bạn nhá. Cho nên cái việc mà solo con Diêu các bạn không bao giờ xử nó một cái gì hết. Khi các bạn đối đầu với Vera, Diêu hoặc tất cả các vị tướng, hầu như Phoenix solo rất ít khi thua một ai luôn. Mình khẳng định các bạn một điều như vậy. Và bên kia thì búa đỏ, búa điếc các thứ nó vẫn con. Đấy các bạn, phút thứ 6, thứ 7 là cái phút chúng ta đánh thật mạnh vào trong rừng của nó, áp thật mạnh vào trong rừng. Đấy, thì chúng ta sẽ lấy được rất nhiều lợi thế. Không những một mình thằng Diêu chết, mà những đồng đội của nó sẽ chết rất liên tiếp. Và mình sẽ tổng kết những cái vấn đề từ đầu trận đấu đến cuối trận đấu. Khi các bạn cầm một vị tướng xa thủ, đối đầu một vị tướng pháp sư sát thủ của bên kia đi rừng đi, chúng ta sẽ làm như thế nào ạ? Ok, chẳng hạn nếu thằng rừng của nó là một vị tướng không có mana, thì chắc chắn chúng ta sẽ đi cướp búa sánh hoặc đánh trực diện với búa sánh. Hoặc ngược lại, thằng rừng nó có mana thì chúng ta sẽ đánh với búa đỏ. Khi chúng ta có ăn được một con búa của team địch rồi, thì chúng ta sẽ nắm được hai cái timing của con búa đó đã. Thì chúng ta sẽ phân tích theo từng tình huống nhé. Từng tình huống. Đấy, khi chúng ta là cái thế chủ động đó, thì các bạn sẽ làm được những cái gì. Các bạn thích cướp lẻ con búa sánh thì các bạn cướp, hoặc các bạn thích cướp búa đỏ các bạn cướp, đó cứ tùy thuộc. Nhưng các bạn làm như thế nào thì mình không cần biết. Đến phút thứ 5, thứ 6 các bạn phải có cái lượng đô nhất định, phải nhìn hoặc là hơn cái thằng rừng của nó. Khi đạt được cái lượng đô nhìn hoặc hơn của thằng rừng nó, thì phút thứ 6, thứ 7 các bạn sẽ chơi đơn giản là đánh trong rừng của nó, kiểu dìm quý. Đấy, lý thuyết tuy là đơn giản như vậy thôi, nhưng để mà thực hành được những cái lý thuyết đấy thì các bạn phải coi được rất nhiều clip của mình. Và các bạn đừng quên rằng, nếu các bạn xem một clip các bạn tơi ấy, thì khẳng định các bạn không bao giờ có kỹ năng vượt trội được. Có những người thậm chí có clip tơi lại hai lần, hoặc là một cái tình huống mình cướp rừng thì các bạn sẽ phải tơi lại một cái tình huống đó 3-4 lần các bạn mới hiểu được. Đấy, cho nên là các bạn hãy cân nhắc về cái việc xem và hiểu, và xem để giải trí nó khác nhau hoàn toàn các bạn nhé. Những clip của mình làm thì mình hoàn toàn hướng dẫn tất cả các bạn cải thiện những kỹ năng chơi game. Đấy, và xem kẻ đó thì sẽ có những cái giải trí về mình sẽ thể hiện những cái kỹ năng cá nhân của bản thân mình, mặc dù là không chơi hay, nhưng đó là tốt nhất của bản thân mình thôi. Đấy, cho nên là đến cái giây phút này rồi thì nói chung các bạn đều biết rồi. Cứ đến giây phút này thì mình cũng thông báo các bạn rằng là thằng cu Duy lớp 2 của nhà mình nó chơi cùng win game này thôi. Đấy, cái việc đơn giản là sẽ đẩy quái cá ba đường và chúng ta sẽ lơ thôi. Hoặc nếu không chúng ta sẽ vào rừng, chúng ta bắt lè, hoặc là tìm con mắt thử IBCC đấy, đơn giản như vậy. Và đừng quên rằng các bạn hãy, nếu lử và đáng và bì, hoặc là bì một cái gì đấy mà vá vào cái video này của mình lử xem đấy, thì các bạn đừng quên để lại cho mình một nút like, một nút comment, một nút share nhá. Bởi vì kênh của mình 2 năm chưa làm clip cho anh em, và thậm chí là nó như một kênh mới toanh luôn, bị mất đề xuất. Nhưng mà có một cái tín hiệu nó rất là vui vẻ, đó là kênh của mình đang dần dần hồi phục trở lại.
kênh của mình các bạn phải hiểu giống như một cái gì đấy giống như đang bị hấp hối ấy. Và mình đang cho kênh của mình từng cái nhịp thở của những cái oxy, của những cái cây xanh rất tuyệt vời từng ngày, cho nên là hy vọng anh em có thể là cho kênh của mình từng cái nhịp thở các bạn nó thật là tuyệt vời và ngày càng khỏe mạnh hơn các bạn nhé. Yên tâm, mình sẽ ngày càng những clip nào kiểu xíu chất lượng đấy anh em ạ, không có đấy, cho nên là không một chuyện các bạn xem clip là các bạn không chơi tốt đâu. Và mình hy vọng những cái bạn nào đã từng xem clip của Mơ Sướng nhé, và cái này mình từng trước chia sẻ rồi, cái thời ngày xưa mình hay làm clip ấy, cái thời mình chưa live stream ấy, thì đã có những người xem clip của mình vẫn leo lên từ top thách đấu của Việt Nam của mình, và thậm chí những vận động viên chuyên nghiệp hiện tại bây giờ các bạn nhé. Đấy, giống như Ueki hay các thứ tính tính nhé. Đấy, nó là nhờ coi clip của Mơ Sướng. Đấy, khi người ta chơi mới chơi lên quấn, người ta đều coi clip của Mơ Sướng là kênh kỹ năng ấy, người ta sẽ chơi vượt ôi, tin hiểu, vượt trội luôn. Đấy, nói có sách, mách có chữ. Đấy, người nói chung các bạn mà thích xem những cái kỹ năng lên và có một chút vui vẻ thì hãy đến với kênh Mơ Sướng Channel. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Và chúng ta sẽ tập trung vào trận đấu và không lăn man nữa. Thì hiện tại bây giờ là mình sẽ tập trung đầy lẻ thôi. Tại vì sao các bạn lại thấy mình ít combat với team như vậy? Không, đây là cái vật. Đây cái pha này mình cần hai được. Từ rồi. Đây. Rồi, xúc chết luôn. Đây, mình sẽ áo bật lại tiếp với thằng này nhá. Đấy, ôi mất sai các bạn kìa. Cái pha này bị chó. Ôi bật lên gần chết máy quá. Đấy, cái pha mất sai nhá. Mình không bao giờ là thấy được cái thằng vé này, cho nên mình không chủ động được cái pha để cho máy mà cổ cũng ta mà đấy. Đấy, mình sẽ giải thích thêm một chút lý do vì sao mình lại không đi combat với team. Đây là cái vấn đề nó gọi là cái tranh cãi muốn thua rồi. Khi các bạn đi chơi đánh đơn ấy, thì các bạn sẽ xảy ra hai tình huống. Một, các bạn hết, các bạn sẽ gặp đồng đội đánh hay. Nếu các bạn không hết, các bạn sẽ gặp đồng đội đánh dở. Thường một người là quán ấy, thì các bạn sẽ thấy bình thường, như một người mà chơi quan trọng ấy, khi gặp đồng đội đánh dở ấy, thì cái nào than rằng trời ơi, đồng đội thì sao mà đánh kém như thế này, rồi ABCD, rồi chửi, rồi trốn phá game. Đấy, thì cái quan điểm của mình nó khác. Mình sẽ lập trường kiên định, cho dù đồng đội đánh hay đồng đội đánh không hay, bản thân mình phải là người gánh tim. Và làm thế nào để gánh tím? Thứ nhất là phải cho bản thân mình sánh. Thứ hai, khi mình sánh đôi thì mình sẽ phải... Ôi, mấy cái tôi bay ra này. Khi bản thân mình sánh đôi thì mình sẽ lấy những cái lợi thế cho tím của mình, chứ không phải cho mình đâu. Và cuối cùng mình sẽ lấy cái trận đấu thắng cho tím của mình. Nhiều người nói anh ơi sao lại chơi cá nhân vậy? Không phải cá nhân, bởi vì là game chúng ta đi đánh đơn. Các bạn phải hiểu là đi đánh đơn nó khác với đi đánh tím. Nếu các bạn đi tím trận đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đánh tím, cách kết hợp với đồng đội, cách chơi ra sao, combat như nào. Nhưng đấy là đánh đơn thì mình chỉ hướng dẫn các bạn cách để các bạn xem clip, các bạn là người gánh tím. Đấy, và clip thì đến đây là kết thúc rồi, và cảm ơn tất cả bạn rất nhiều. Tất cả bạn hãy mãi yêu, bye bye.